hiện tại thì Minh Dự đang có mặt tại hiện trường quay chương trình Cơ hội đổi đời. Rất là phấn khởi khi mà chương trình, hello chị, phấn khởi khi mà chương trình này mình hoạt động, vận động bằng hết sức lực của mình để mà giúp cho một hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đáng lẽ là các bạn sẽ thấy Dự lên sóng từ những cái tập trước rồi, nhưng mà có một lần quay Vũng Tàu sáng sớm dậy rất sớm, dậy từ sớm, hủy lịch diễn, hủy lịch học để chạy xuống Vũng Tàu quay. Vừa xuống trạm Vũng Tàu tới làng bè Long Sơn, ekip nhân tình thời tiết xấu không quay được, ghé tức ăn bánh canh Long Hương gì Sài Gòn ngủ luôn. Bữa nay mới có cơ hội tham gia Cơ hội đổi đời, và anh Steven Nguyễn có bóng rổ đọc biết bao nhiêu bài báo và ảnh rồi quý vị, bữa nay mới có cơ hội làm việc chung. Cũng làm mà thấy sự gì cái sự gì thì được vô thấy cái sự gì chênh lệch rất nhiều về chiều cao, về nhan sắc và kích thước cái răng nữa quý vị. nhiều cái nó chênh lệch lắm, nhưng mà hy vọng là hôm nay cả ba người chơi, ba khách mời sẽ làm hoàn thành tất cả thử thách để mà đem về cho một hoàn cảnh khó khăn nhiều lợi ích nhất có thể.